Chào Nhật, xin chào cả nhà nhé. Em vừa về tiếp được một cái chiếc lò vi sóng Panasonic rất là đẹp luôn này. Chiếc lò 21 lít các bác nhé. Em bán là 3,3 triệu giá cả tất cả công khai. Bên em bán công khai giá các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Có lưu ý là lò Nhật này sử dụng điện 100V. Đấy, biến áp các bác dùng được cho nó thì phải 1500W trở lên. Đây, cơ số của nó đây, 1000W. Kích thước của nó chỉ bên ngoài 48 này, đây kích thước bên ngoài này các bác nhá. Năm sản xuất 2016 của hãng Panasonic MS232W, series máy 03/5. Tình trạng thì còn khá là đẹp các bác này, thành vách còn chung con này còn rất là đẹp, ok luôn, mặt kính rất là đẹp. Sạc chậm MS232 có 230 menu nấu tất cả. Em sẽ chạy từng menu một các bác nhé, test thử cái vi sóng hết lại nhá các bác. Bấm một chạm rồi các bác vi sóng này. Đây. Ở trong này trên này thì giới thiệu luôn các bác là menu này là số 2, số 3 này tương đương với cả. À đâu, cái này thì là mình chỉnh tay đi rồi. Là các bác dùng cho menu cái này là hâm nóng sữa xếp các thứ này, hâm nóng sữa này. Cái này thì là giã đông này, giã đông số 5 thì là giã đông hoàn toàn, số 6 là giã đông một nửa này. Cái này là hâm nóng thức ăn này, cơm riếc này. Cái này thì là cái gì nhỉ? Em lại quên mất rồi. Nó nói chung là các bác dùng Google dịch ra nhé. Đây là đây điều chỉnh các chế độ lên xuống. Xong rồi, nước nóng bỏng luôn các bác nhé. Đấy, test vì sóng các bác. Đấy, rất là nóng, rất sôi ngục luôn. Tiếp theo đây là phần nướng này. Nướng thì các bác chọn thời gian 10 phút này, 1 phút này, đây. Bấm start. Đấy, tắt. Đây là cài đặt nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ, bao nhiêu nhiệt độ. Nướng lên men làm bánh, sữa chua các thứ. Đấy, bấm đây. Cái này thì là vi sóng bao nhiêu watt, các vi sóng 500, 300, 150 watt. Cái này là vệ sinh lò các bác nhé. Vậy thôi, còn này không có gì. Cái này thì các cái nút menu rồi, còn đây là menu tự động, các bác chọn từ 10 trở lên. Đấy. Các menu nấu sẵn các bác này, mình sẽ dịch ra mình thích nấu món gì nhé. Chiên, nướng, xào, nấu cơm, nấu canh, luộc rau, củ quả làm được hết. Tất cả trong cái lò vi sóng của Nhật này là các bác nấu được tất cả các món. Bác nào mà yêu thích bếp, yêu thích công nghệ, yêu thích sự mày mò, nghịch ngợm thì các bác dịch cái menu ra, mình có những cái menu nấu tự động luôn. Rất là hay. Đấy. Đấy. Đây là trong có nướng các bác nhé. Lòng nước còn khá là đẹp, sạch sẽ. Đấy. Chiếc này thì em bán giá là 3,3 triệu, bảo hành 6 tháng. Bác nào có nhu cầu bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.